Xin kính chào đại gia đình mình nhé. Đây là sau 9 ngày nhà vườn mình phun giữ quả bằng cái thuốc chống phân tầng quả kết hợp kích thích sinh trưởng như G3 rồi là những cái dòng phân bón lá như bo canxi, như amino acid đấy, mà rồi là những gói vi lượng compi mà mình vẫn chia sẻ cho mọi người ấy. Sau phun 9 ngày đây mọi người nhé, quả nó đã dài lớn như thế này đây. Giống như hình ảnh bên cạnh đấy, mà trước khi mình phun là mình đã chụp cái hình ảnh một cái cành này đây mọi người này đấy. Và bây giờ là sau 9 ngày phun đây thì mình làm video thực tế đây, mọi người nhìn xem quả nó lớn, nó dài như thế này sau 9 ngày phun đây. Còn tình trạng như bây giờ nhá, là sau mưa đây, rất là nhiều các bác điện đang rụng cực kỳ luôn, cam bưởi đều đang bị rụng quả mọi người nhá. Thì minh chứng là nhà mình đã phun giữ quả đấy, thì nó đã ở như thế này và nó đang dài như thế này. Thì thôi không biết là như nào sau như nào, nhưng mát mặt đến đâu hay đến đấy, bây giờ trước mắt thì là nó đã đang ở như thế này và nó đang dài quả, nó đang lớn đẹp như thế này đấy, cực kỳ là hiệu quả nha mọi người nha. Còn không thuốc thì mọi người biết là nó sẽ đạt đến 50%, 60% giữ quả cho mọi người ở cái thời kỳ rụng sinh lý thôi. Còn sau mọi người vẫn cứ phải am hiểu cái kỹ thuật để mọi người xử lý tiếp thì nó mới ở quả được. Thế nên là các bác nào có quan tâm đến xử lý giữ quả của mỗi loại một khác nhau, cây có múi, thì mọi người liên hệ với em qua số 0386293755. Em sẽ tư vấn kỹ thuật cũng như là gửi thuốc cho mọi người nếu như mọi người cần. Đấy, thực tế đây mọi người nha. Đấy, cực kỳ là hiệu quả luôn này. Còn những cái đấy là mình chụp ảnh cái cành để mình đánh dấu. Còn những cái quả đây này, những cái quả cành trước này, mọi người nhìn này, quả nhà mình nó lớn và nó to như cái đầu hạt ngô rồi, như cái hạt ngô luôn rồi. Và quả lớn là phải bóng mọi người nhá, xanh bóng mới là quả đậu. Còn mọi người xanh sạm là quả sẽ rụng. Đấy, đây mọi người nhìn này, quả đấy, quả nó lòi cái rốn này. Đấy, cực kỳ là hiệu quả mọi người nhá, từng chùm luôn. Đang cực kỳ là bước đầu thành công đấy, sau 9 ngày thì mình làm video nhanh chia sẻ với mọi người. Rất là mong mọi người luôn đồng hành ủng hộ. Ai cần thì mọi người liên hệ với em qua số điện thoại 0386293755. Còn bây giờ em xin tạm dừng video đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người nha. Đấy.